Xin chào quý vị, tôi là Thanh Ráp và quý vị cũng đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với tên gọi là trẻ thừa cân béo phì thì có nên tiếp tục cho uống sữa hay không? Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Quỳnh Thư, hiện đang là trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế của Bệnh viện Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Thư. Vâng, xin kính chào Thanh Ráp, kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác sĩ. Hiện nay thì hầu như cái tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ đang gia tăng rất là báo động. Và một câu hỏi rất là lớn được đặt ra ngay từ đầu chương trình, Thanh Ráp có đề cập là nhiều bậc phụ huynh hay đã hỏi rằng con của mình thừa cân béo phì rồi thì có nên tiếp tục cho bổ sung sữa hay không? Mở đầu chương trình thì xin hỏi bác sĩ, đó chính là nguyên nhân nào khiến cái tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ ngày càng gia tăng? Lối sống hiện đại ngày nay tác động ra sao đến cái nguy cơ mắc căn bệnh này ở trẻ em thưa bác sĩ? Một câu hỏi rất là thực tế và rất là hay. Thực sự là đối với lại các bé hiện nay, cái tỷ lệ thừa cân béo phì tăng rất là nhanh. Yeah. Và hiện nay chúng ta đang chịu một gánh nặng kép. Có nghĩa là bên cạnh những cái bé thừa cân béo phì thì có những bé suy dinh dưỡng. Yeah. Tuy nhiên trong cái quan điểm truyền thống của chúng ta đối với lại các ba mẹ thì chúng ta thấy rằng là nếu mà con ở bốm nè, con biếng ăn là mình lo con suy dinh dưỡng và mình lập tức đưa con đi khám bác sĩ nhi, các bác sĩ dinh dưỡng rất là nhiều. Nhưng nếu như mà mình thấy con hơi tròn trịa một chút, mình thấy thậm chí là có nhiều bé béo phụt phịt, rất là tròn, nhìn rất là thương, cho nên là ba mẹ cứ nghĩ rằng là con như vậy là bù bẩm, thương lắm, cho nên là sẽ không nghĩ đến rằng là con béo phì. Tuy nhiên cái việc thừa cân béo phì sẽ mang lại rất nhiều hậu quả cho các bé. Việc thứ nhất đối với là thừa cân béo phì đó là bé có vấn đề về gan nhiễm mỡ, về máu nhiễm mỡ, và con sẽ có những cái nguy cơ mắc những bệnh mãn tính không lây, ví dụ như tiểu đường, ví dụ như tăng huyết áp hay những bệnh lý về tim mạch. Và có những bé khi mà cái cân nặng quá lớn và hệ xương của bé không chịu đựng nổi thì bé sẽ dẫn đến những vấn đề về xương khớp. Ví dụ như là đau khớp gối, đau xương gót, đó là cái điểm trọng tâm trong cơ thể của bé. Thì sẽ làm cho mẹ rất là lo lắng và lúc đó mẹ mới quan tâm đến cái chuyện là phải chăng cân nặng của con đang vượt quá mức cho phép. Có một số bé thì có việc là khi mà cân nặng nhiều quá như vậy thì dẫn đến là bé khó thở, đi lên một cầu thang cũng đã không thở được, cứ hỗn hển, thì lúc đó mẹ mới bắt đầu lo lắng. Vậy thì vấn đề nào làm cho con có nguy cơ bị thừa cân béo phì nhiều như thế? Hiện tại đối với lại trong môi trường sống hiện đại như bây giờ thì chúng ta thấy rằng sáng là con sẽ đi vào trường và con học. Con học bán trú ở trong đó cả ngày, hoặc là trưa mẹ chỉ đón con về ăn cơm trưa xong sau đó con lại đi học. Rồi chiều con lại ăn vội vàng một cái gì đó, sau đó con lại đi học. Và khi mà con đi học như vậy thì đa số là trên 90% là thời gian con ngồi. Con ngồi con học chứ con đâu có đứng học hay là con vừa chạy vừa học đâu. Cho nên là con sẽ rất là ít vận động. Khi con về thì ba mẹ thấy là cả ngày con đã học hành vất vả rồi, bây giờ tội nghiệp thằng nhỏ, cho nó ngồi chơi game một tí đi, thì nó lại tiếp tục ngồi. Và lại ôm cái điện thoại, có thể là nói một tí chứ nhiều khi là một tiếng, hai tiếng. Giả như những cái một tiếng, hai tiếng đó có thể chuyển thành một cái trò chơi vận động nào đó cho con thì thực sự là quá tuyệt vời. Nhưng còn một cái hạn chế khác nữa, đó là trong những ngôi nhà ở thành phố chúng ta, điều kiện đất vàng và nhà rất là chật hẹp, và em bé không còn cái không gian để vận động, thì điều này cần phải sự hỗ trợ của cha mẹ, ông bà rất là nhiều, quan tâm đến cái khả năng vận động của con cũng như là cái phạm vi để con có thể vận động tốt hơn và có thể phòng tránh được thừa cân béo phì. Ngoài ra có rất nhiều cám dỗ đối với lại trẻ con hiện tại. Nào là thực phẩm thì thôi, chúng ta chỉ cần bước xuống ra khỏi căn phòng hoặc là bước ra khỏi cửa nhà thôi là chúng ta thấy các hàng quán rất là nhiều và rất là nhiều những cái thực phẩm mà hấp dẫn đối với bé, đặc biệt là fast food, tức là thức ăn nhanh. Đùi gà rán, KFC, McDonald's hay là hamburger, rất là nhiều chất béo. Thì giữa lối sống tĩnh tại cộng thêm những cái thực phẩm có quá nhiều năng lượng, quá nhiều gia vị như thế sẽ dẫn đến cái việc là em bé dễ bị béo phì. Và tình trạng đó đang gia tăng rất nhiều ở lứa tuổi học đường và hiện nay đang càng lúc càng trẻ hóa, tức là càng nhỏ dần cái độ tuổi mà các bé bị béo phì.
Bác sĩ Thư có phát hiện ra những bé mới có 1 tuổi, 2 tuổi thôi mà đã béo phì rồi. Thì điều đó là cả một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn lại, và sự đồng hành của cả gia đình cũng như là của bác sĩ dinh dưỡng để có thể can thiệp và phòng ngừa những bệnh lý về sau cho em. Thưa bác sĩ, có thể nói thì thừa cân và béo phì là hai khái niệm nó luôn luôn đi kèm với nhau. Chúng ta hay nói là thừa cân béo phì. Vậy thì nhân chương trình, nhờ bác sĩ giải thích và hướng dẫn cho quý vị khán giả cách tính BMI như thế nào và phân biệt như thế nào là thừa cân và ở trẻ như thế nào gọi là béo phì, thưa bác sĩ. Chúng ta thường hay nghe là thừa cân và béo phì. Nhưng mà thừa cân là như thế nào? Thừa cân tức là giai đoạn cảnh báo. Béo phì là một cái bệnh lý. Béo phì là khi mà bé được chẩn đoán là bệnh lý. Tuy nhiên mình cứ nghe thừa cân béo phì nên dẫn đến cái việc đó là nói là béo phì thì mình cũng nghĩ con mình nó thừa cân thôi, không có phải là cái vấn đề gì quan trọng, cho nên là mình sẽ không để tâm lắm. Vậy thì vấn đề là chúng ta cần phải xác định như thế nào là thừa cân, như thế nào là béo phì, và khi nào là thừa cân, khi nào là béo phì, con mình có thừa cân hay không, có béo phì hay không, thì chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi một. Đầu tiên là chúng ta cần phải xem cái gì để biết rằng là con mình có thừa cân hay không, thì tùy theo độ tuổi. Ví dụ như là đối với là em bé dưới 5 tuổi thì tức là dưới 60 tháng thì thường là mình sẽ cân nặng, cân theo cân nặng và chiều cao của bé, cân nặng theo tuổi và chiều cao theo tuổi. Đối với lại bé dưới 24 tháng thì em bé chưa có đứng tốt được nên chúng ta sẽ không đo chiều cao mà chúng ta sẽ đo chiều dài. Điều đó thì mình sẽ cân theo là cân nặng theo tuổi và chiều dài theo tuổi. Và chúng ta sẽ có một cái bảng của Tổ chức Y tế Thế giới để đối chiếu. Cái việc này cần phải sự hỗ trợ của chuyên gia y tế hoặc là những người đã thông hiểu về cái sự phát triển của trẻ để chúng ta có thể xem trên cái bảng này, gọi là row chart. Cái thứ hai đó là khi mà em bé trên 5 tuổi thì sẽ bắt đầu áp dụng chỉ số BMI. Và BMI sẽ được tính như thế nào? Chúng ta lấy cân nặng đơn vị là kg chia cho chiều cao bình phương, đơn vị của chiều cao là mét, thì chúng ta sẽ ra được chỉ số BMI. Tuy nhiên là mình vẫn phải có một cái bảng để mà mình so theo tuổi. Ví dụ như là bé 5 tuổi 1 tháng thì chiều cao như thế nào là phù hợp, bé 5 tuổi 2 tháng chiều cao là như thế nào phù hợp, BMI như thế nào là phù hợp. Và khi mà cân nặng và chiều cao nằm trong khoảng từ zero tức là bình thường cho đến khoảng cộng 2SD là em bé bình thường, và mắt bé 2SD là gọi là từ 1SD đến 2SD thì là thừa cân, nhưng mà trên 2SD trở lên thì bắt đầu được gọi là béo phì, và lúc đó chúng ta sẽ được chẩn đoán là bệnh béo phì. Và bệnh béo phì càng lúc càng sẽ cao hơn khi mà BMI càng lúc càng cao. Nếu trên 3SD thì là bệnh béo phì nặng và sẽ có những biến chứng. Biến chứng của bệnh béo phì gồm có: thứ nhất là đau về xương, ví dụ như là đau xương gót, đau xương đùi, đau xương chày, hoặc là những cái vấn đề như là hội chứng rối loạn sắc tố da mà chúng ta thường thấy là ở vùng cổ, vùng nách hay vùng bẹn của bé, có những cái vùng da nó đen hơn so với những vùng da xung quanh. Mẹ thì nghĩ rằng là do con tắm không có sạch, đất bị ghét bám vân vân, nhưng thực tế nó chính là rối loạn sắc tố da do mô mỡ tiết ra, hay còn gọi là hội chứng Gaiden. Thì điều này là cảnh báo cho một cái việc, đó là con béo phì rất nhiều và nó ảnh hưởng đến việc là mình cần phải điều trị sớm, cần phải theo dõi và can thiệp sớm để con có thể phòng ngừa được những bệnh mãn tính không lây do biến chứng béo phì gây ra, như tiểu đường nè, tăng huyết áp hay suy thận. Mà con em của mình bị thừa cân hoặc là đang gặp phải căn bệnh béo phì thì cha mẹ rất là lo lắng, cho nên là kiêng khem, gọi là rất là khắt khe quá mức. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, cái việc mà chúng ta xây dựng một cái chế độ dinh dưỡng cho trẻ thừa cân béo phì thì cần phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc nào, và chúng ta kiêng như thế nào là đúng và theo khoa học, thưa bác sĩ Thương? Xin cảm ơn câu hỏi của Thanh Rác. Khi mà chúng ta kiêng khem cho con, chúng ta vẫn phải đảm bảo một cái điều, đối với lại con mình trong giai đoạn này thì tuổi của bé vẫn là đang phát triển. Em bé vẫn chưa đạt được chiều cao tối ưu, em bé vẫn chưa đạt được tốc độ phát triển về não tối ưu cũng như là những cái cơ quan khác. Do đó em bé vẫn cần một cái mức năng lượng
đủ cho nhu cầu tăng trưởng của bé. Điều đó có nghĩa là chúng ta có kiêng khem như thế nào, chúng ta cũng phải đảm bảo con mình ăn đủ so với nhu cầu cơ bản của con. À, vậy thì nhu cầu cơ bản của con tức là tuổi này là cần tối thiểu là 1.200, thậm chí có những bé cần 1.600, 1.800 tùy theo giai đoạn tuổi, đặc biệt là ở độ tuổi dậy thì, độ tuổi thanh thiếu niên. Thì nếu chúng ta kiêng quá mức mà chúng ta không có một cái sự tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng hay chuyên gia thì chúng ta sẽ dẫn đến là quá sâu, quá mức và dẫn đến là con bị thiếu năng lượng do cả sự phát triển và con sẽ đứng lại không cao được nữa. Tiêu biểu, có một số bà mẹ khi mà đưa con đến khám béo phì ở khoa dinh dưỡng bác sĩ Thư thì lại vô tình đó là cắt hết toàn bộ các loại sữa của con vì sợ con béo phì nên không cho uống sữa. Nhưng thực sự đối với lại những bé béo phì chúng ta vẫn nên cho bé uống sữa. Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta cần lựa chọn loại sữa nào, đó là những loại sữa giàu vi chất, giàu canxi và dễ hấp thu nhưng ít năng lượng. Yeah. Ít chất béo và ít đường thì chúng ta dựa vô vàng những cái loại sản phẩm trên thị trường thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại sữa mà theo tiêu chí như vậy để có thể bổ sung cho con. Và mỗi một ngày như vậy con dù béo phì con vẫn nên uống tối thiểu là khoảng 500ml sữa một ngày. Nhưng có một cái điều, mẹ cắt sữa, mẹ không cho ăn sữa, mẹ cắt cơm, mẹ bớt cơm, nhưng mà mẹ lại không bớt một cái món rất quan trọng ảnh hưởng đến chuyện béo phì của con, đó là ăn vặt. Con bị bớt cơm quá nhiều, con bị kiêng tinh bột quá nhiều và con bị đói bụng thì con vẫn ăn những cái loại rất là vặt, ví dụ như là ăn kem nè, ăn bánh xì nét nè, ăn bánh tráng trộn, ăn cái gì đó mà mẹ rất là thương con, mẹ không có nở tại vì nó ăn cơm ít quá, giờ nó mập mà nó ăn cơm ít quá nó đói nên mình cho nó ăn thêm, mình không nghĩ. Có nhiều bé béo phì rất thích ăn sô-cô-la và không ăn cơm, ăn cơm rất ít, ăn có một phần ba chén cơm thôi nhưng mà lại ăn cả một phong sô-cô-la thì năng lượng trong sô-cô-la rất là nhiều. Do đó là vẫn ăn được nhưng phải có phương pháp, một tháng chỉ được ăn một lần nếu con rất là ngoan. Và mỗi một lần như vậy con chỉ nên ăn một mẫu nhỏ thôi, giống như là một cái sự tưởng thưởng, thì nó sẽ giúp cho em bé điều trị béo phì tốt hơn. Tóm lại, chúng ta không nên kiêng khem bất cứ một cái loại thực phẩm nào quá sâu và không có sự hiểu về cái nhu cầu năng lượng của con sẽ dẫn đến con không điều trị tốt béo phì mà vô tình lại làm rối loạn chuyển hóa dẫn đến những cái tình trạng rối loạn khác, ví dụ như là gan nhiễm mỡ hoặc là thậm chí là con giảm cân thì không có giảm được mà con lại bị suy nhược, con lại mệt mỏi và con không có vận động được nữa. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có sự tham vấn của bác sĩ nhi khoa hay là chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ dinh dưỡng để mình có thể cân đo nè, mình đối chiếu vô bảng nè và sau đó mình sẽ có một cái kế hoạch can thiệp hợp lý cần sự đồng hành của cả gia đình với con. Lại một ý mà bác sĩ Thư vừa đề cập đó, là chúng ta không thể nào cắt bỏ sữa ra khỏi cái thực đơn hàng ngày của trẻ, tại vì sữa là một dưỡng chất rất là quan trọng góp phần vào cái sự phát triển của trẻ. Vậy thì nhân đây thì nhờ bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn đi, tại vì cái vấn đề này là một cái vấn đề sai lầm rất là thường gặp đối với các bậc phụ huynh mà có con của mình hơi thừa cân béo phì thì cắt hoàn toàn sữa ra khỏi thực đơn hàng ngày. Vậy thì nếu mà chúng ta loại bỏ sữa ra khỏi thực đơn hàng ngày như vậy thì trẻ mà bị thừa cân béo phì thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong cái quá trình phát triển của trẻ, thưa bác sĩ? Thì đầu tiên là mình phải biết được rằng là trong sữa có rất là nhiều canxi và những cái chất khoáng có lợi cho sự phát triển của hệ thống xương của bé, cũng như là những cái loại protein dễ hấp thu và giúp cho bé có thể hấp thu một cách tốt nhất. Đặc biệt ví dụ như có một số bé, những cái loại sản phẩm chế phẩm từ sữa, ví dụ như là sữa chua chẳng hạn hay là Yakult chẳng hạn, sẽ có những cái lợi khuẩn đã được nuôi ở trong đó để cho em bé có thể hỗ trợ cho cái việc tiêu hóa của bé. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta cắt hoàn toàn sữa hay là những chế phẩm của sữa là chúng ta đã cắt được một nguồn canxi rất là quý giá cũng như những cái loại vi khoáng khác cần cho con và dẫn đến cái chế độ ăn của con bị mất cân bằng và sẽ dẫn đến là con kém hấp thu hơn và tốc độ phát triển của con không bị ảnh hưởng liền nhưng mà về lâu về dài thì nó không có tốt cho con. Ngoài ra là thói quen uống sữa là tốt nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại sữa phù hợp. Nếu như mà chúng ta biết con bị béo phì thì chúng ta sẽ lựa chọn sữa ít đường hoặc là sữa không có đường. Sữa
đã tách kem rồi để cho không có bị tăng năng lượng lên. Hoặc tốt nhất chúng ta có thể hỏi bác sĩ dinh dưỡng hoặc là bác sĩ đang điều trị cho bé để xem loại sữa nào phù hợp với tình trạng của con hiện tại. Vì không phải sữa nào, không phải bé nào thừa cân béo phì chúng ta cũng cắt sữa cả. Nếu bé thừa cân thì bé vẫn uống sữa. Và sữa đó có thể là sữa có đường, sữa có kem đều tốt. Nhưng mà đối với những trẻ này, cái vấn đề chúng ta cần phải điều chỉnh đó là vấn đề về vận động và về vấn đề lối sống, cũng như là vấn đề về những bữa ăn bố trí trong ngày của bé, cũng như thói quen ăn vặt mới là cái chính chúng ta cần phải quan tâm. Dạ, thưa bác sĩ Thư, hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều loại sữa mà họ cho rằng là pha chế chuyên biệt dành cho đối tượng là trẻ em thừa cân béo phì. Xin hỏi bác sĩ cụ thể hơn chính là trong những loại sữa này thì đã loại bỏ những cái chất nào và cung cấp những cái chất nào, vì sao có thể dùng được cho trẻ thừa cân và béo phì? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Thì chúng ta biết rằng là hiện tại với cái sự phát triển của y học, với sự phát triển của khoa học thì dinh dưỡng cũng phát triển rất là nhiều. Và cái mối quan tâm, cái nhu cầu của người dân trong cộng đồng về việc là chúng ta cần phải tìm những cái loại sản phẩm nào tốt cho sức khỏe, những sản phẩm nào có lợi cho sức khỏe, những sản phẩm nào phù hợp với túi tiền, giống như ngày xưa mà ông vua ông đi tìm thuốc trường sinh bất tử vậy đó. Cho nên là nó rất là đa dạng và mỗi một loại sản phẩm sẽ có những cái ưu thế riêng, những cái sự chuyên biệt riêng mà hiện tại chúng ta đang được nhắc đến, đó là cái sữa dành cho trẻ thừa cân béo phì. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý rằng là vì tâm lý của các ông cha bà mẹ quan tâm đến những cái giúp cho con giảm cân, quan tâm đến làm sao để con ăn mà con không có bị tăng cân, cho nên những một số những cái công ty hoặc là những cái người kinh doanh họ sẽ đánh vào tâm lý đó và họ sẽ sử dụng những chiêu trò PR không tốt, không lành mạnh, dẫn đến là sẽ đánh sai những cái thông tin hay là không có nêu rõ những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Vậy thì khi lựa chọn một sản phẩm cho con thì chúng ta cần phải xem cái gì, chúng ta cần phải đọc nhãn thực phẩm. Đây là một chuyên đề về dinh dưỡng cũng khá là hay mà khoa dinh dưỡng bệnh viện Nguyễn Bình Thạnh đang triển khai hướng dẫn để cho người dân cũng như là ba mẹ cũng như là người bệnh đến khám tại khoa có thể biết cách đọc nhãn thực phẩm. Thì khi chúng ta cầm một cái sản phẩm lên, chúng ta sẽ thấy có một cái nhãn thành phần thực phẩm, trên đó sẽ có những phần ví dụ như là một serving size hoặc là một đơn vị sử dụng là bao nhiêu gram, trong mỗi một gram như vậy thì có bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu đạm, bao nhiêu đường, bao nhiêu béo, bao nhiêu natri, bao nhiêu chất vi khoáng, đạt được những cái bao nhiêu phần trăm đối với nhu cầu khuyến nghị hàng ngày, thì chúng ta phải biết cách đọc. Khi biết cách đọc rồi thì lúc đó chúng ta sẽ cân đo đong đếm giữa các loại sản phẩm với nhau và quyết định lựa chọn loại sản phẩm nào một cách rất là tỉnh táo. Trở lại vấn đề lựa chọn sữa cho trẻ béo phì thì chúng ta cần phải đạt một số cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là phải năng lượng rất thấp vì chúng ta không có muốn con mình được cung cấp thêm năng lượng nữa. Tiêu chí thứ hai là chúng ta sẽ có đủ canxi, các loại vitamin và những loại khoáng chất ở trong sữa. Đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần uống sữa tươi không được là đã đủ rồi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những loại sữa chế phẩm nhưng mà cái hàm lượng năng lượng thấp và có thể bổ sung những loại vi khoáng khác. Ví dụ như một số loại sữa bổ sung thêm lợi khuẩn, một số loại sữa bổ sung thêm sắt, bổ sung thêm canxi. Nhưng lưu ý đây là những loại sữa không kem và ít đường. Và cái hàm lượng, cái lượng uống mỗi ngày mới quan trọng là đảm bảo được khoảng tầm 500 đến khoảng 700ml là tối đa một ngày. Ngoài ra, sữa không có làm nên một cái vấn đề béo phì của con. Một con én nhỏ không nằm nên mùa xuân mà chúng ta cần phải xem lại toàn bộ về lối sống của con cũng như chế độ ăn cả một ngày của con, ở trường của con, chế độ vận động của con, thì điều đó mới giúp cho con mình thực sự được điều trị can thiệp béo phì một cách đúng đắn và khoa học. Chia sẻ rất cụ thể về cái cách lựa chọn sữa như thế nào dành cho các trẻ thừa cân và béo phì. Tiếp đến là Thanh Đáp xin muốn hỏi sâu hơn về cái cách uống, cách mà chúng ta cho trẻ sử dụng thì trẻ mà thừa cân béo phì thì chúng ta nên cho uống sữa bao nhiêu ml trong ngày, nên uống vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để mà không dư thừa năng lượng, và có phải khi mà mình đã mua cái sữa mà pha chế chuyên biệt dành cho trẻ béo phì rồi thì mình có thể uống bao nhiêu tùy thích hay không, thưa bác sĩ Thư? Vâng, ba câu hỏi cùng một lúc. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó là uống bao nhiêu ml sữa một ngày. Thì thông thường một người
Bình thường thì chúng ta sẽ cần khoảng 2 đến 3 đơn vị sữa một ngày. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ uống khoảng tầm 500 đến 700 ml sữa một ngày cho một em bé lớn. Còn đối với lại em bé nhỏ thì tùy theo độ tuổi có thể là 700 đến 800 ml. Việc thứ hai là chúng ta nên uống sữa vào lúc nào? Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ uống sữa khoảng tầm cách bữa ăn khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là mới ăn no, uống sữa chịu không nổi. Cái thứ hai đó là uống sữa ngay sau bữa ăn thì nó sẽ cạnh tranh hấp thu một số chất, mà một số thông tin đó là canxi sẽ ức chế hấp thu chất sắt trong bữa ăn. Điều này thì cũng chưa có minh chứng rõ ràng, tuy nhiên là mình uống xa xa chút xíu để cho cái dạ dày không bị giãn ra cũng là một cái mà chúng ta có thể giúp cho những trẻ thừa cân béo phì rất nhiều. Cái thứ ba, chúng ta sẽ lựa chọn những loại sữa có năng lượng thấp, hàm lượng nước nhiều và những cái vitamin khoáng chất nhiều. Để giảm cảm giác đói của con thì chúng ta có thể cho con uống sữa trước bữa ăn tiếp theo khoảng tầm 45 phút cho đến 1 tiếng. Yeah. Ví dụ như 11 giờ trưa cho con ăn cơm trưa thì khoảng tầm 10 giờ chúng ta cho con uống sữa. Trước khi ăn cơm chúng ta có thể cho con uống khoảng 200ml nước ấm càng tốt, còn không thì nước thường, để làm giảm cảm giác đói của bé xuống. Cho bé ăn một phần canh trước, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Mục đích là để cho dạ dày đừng có trống, và em bé đã có một cái gì đó lát dạ dày thì cái thụ thể phát hiệu là căng trong dạ dày sẽ giúp cho em bé ăn ít lại, yeah, nhai chậm lại. Đó là cái mục đích chính của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta lựa chọn những loại sữa đã chuyên biệt cho trẻ béo phì thì có nên là cứ uống thoải mái hay không? Thì điều này thực sự là không. Đầu tiên mình trở lại vấn đề là chúng ta vẫn nên sử dụng với lượng sữa cân đối và dành thời gian cho việc tập luyện thể dục cũng như là điều chỉnh chế độ ăn chính. Bất cứ một cái gì quá, chúng ta nghe tốt mà uống nhiều quá thì cũng không tốt cả. Ví dụ như là nhân sâm tốt, nhưng nếu chúng ta ăn nhiều thì chúng ta vẫn không tốt. Do đó là những loại sữa chuyên biệt chúng ta nên uống theo cái sự khuyến nghị của nhà sản xuất, và có thể là chúng ta tham khảo thêm thông tin của bác sĩ để chúng ta có được một cái cách sử dụng một cách khoa học, hợp lý và đỡ tốn tiền nhất mà lại hiệu quả nhất. Dạ. Tại vì sữa đó nó cũng khá là đắt tiền. Dạ vâng. Vậy thì còn đối với những cái chế phẩm được làm từ sữa như là sữa chua, rồi ván sữa, rồi phô mai, thì đối với các trẻ thừa cân béo phì thì cha mẹ chúng ta nên cho con ăn của mình ăn như thế nào thưa bác sĩ? Cái này thì mình sẽ thường gặp nhiều hơn nè. Ví dụ như sữa chua khoảng 100 kcal cho một hộp sữa chua, hay là phô mai, hay là ván sữa. Nhưng chúng ta lưu ý đây là những loại sản phẩm được gọi là chế phẩm từ sữa. Có nghĩa là thay vì việc uống một hộp sữa tươi, chúng ta sẽ uống những loại được chế ra, được sản xuất ra từ nguyên liệu chính là sữa. Thì trong đó sữa chua chúng ta có thể cho bé ăn sau khi ăn cơm, tại vì sữa chua có vị chua dễ kích thích axit dạ dày, do đó ăn cơm xong ăn sữa chua thì nó sẽ bảo vệ được tốt hơn. Còn đối với lại ván sữa và phô mai thì chúng ta có thể là nên hạn chế sử dụng, vì trong ván sữa và phô mai hàm lượng lipid nhiều, cao hơn sữa chua rất nhiều, do đó là chúng ta sẽ sử dụng ít hơn. Tóm lại đối với lại trẻ thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng sữa tươi không đường, hoặc là cho bé ăn sữa chua, hoặc là những loại sản phẩm từ sữa nhưng mà ít chất béo, có nghĩa là ít năng lượng, nhiều vi chất và nhiều chất khoáng thì nó sẽ tốt hơn cho bé. Nhưng vẫn là cái sự rà soát về tổng quan lối sống cũng như là chế độ ăn trong ngày, cũng như là bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, uống đủ nước trong ngày thì sẽ hỗ trợ cho bé một cách toàn diện và tốt hơn. Dạ, thật ra khi mà chúng ta làm chủ đề này thì một phần nào đó thì chúng ta cho tất cả phụ huynh như cái hiểu vấn đề hơn một chút. Đó là khi con của mình, ai cũng muốn rằng là con của mình phải có da, có thịt, rồi bụ bẩm một chút là mới dễ thương. Nhưng mà chúng ta phải cần quan sát và nhận diện được đâu là ở cái ngưỡng an toàn và cái mức nào báo động, để mà chúng ta có cái cách mà điều chỉnh cái chế độ ăn uống. Và đặc biệt khi mà lỡ con em của mình đã bị vấn đề này rồi thì chúng ta nên có một cái chế độ ăn uống hợp lý, rồi song song với chế độ ăn thì phải có một cái chế độ tập luyện, chứ không phải là cắt hoàn toàn các thực phẩm, không có kiêng khem quá mức, mà phải là cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất để cho các bé có thể phát triển một cách tốt hơn. Cũng xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều bác sĩ Thơ ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình và có những thông tin rất là hữu ích trong số phát sóng ngày hôm nay. Thưa quý vị, và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.